Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, cuối tuần qua, thông tin về vụ sạt lở đèo Bảo Lộc ở Lâm Đồng khiến 4 người mất tích đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận cả nước. Từng giây từng phút cập nhật về công tác cứu nạn được nhiều người theo dõi sát sao. Cho đến thời điểm hiện tại, cả 4 nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát đã được tìm thấy. Nhưng đau xót thay, tất cả đều đã tử vong thương tâm. Tại nhà vĩnh biệt trung tâm y tế huyện Đạo Huai, những tiếng khóc thương đến xé lòng của gia đình nạn nhân, những đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi đồng đội của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng không nén được nghẹn ngào. Đồng đội, người thân trắng đêm bên ba cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc trong ngày 30 tháng 7, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động để đi chống sạt lở tại các điểm nguy hiểm. Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981, Thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977 và Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990, đã tức tốc đến khu chốt đèo Bảo Lộc để di rời trang thiết bị, vật dụng trong gara của chốt, thì đất đá bất ngờ ập xuống. Cả ba chiến sĩ thoát thân không kịp một người dân tên là Ngọc Anh đến hỗ trợ các chiến sĩ di rời đồ đạc cũng tử vong trong vụ sạt lở này. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, huy động phương tiện tìm kiếm và đưa các nạn nhân về nhà vĩnh biệt trung tâm y tế huyện Đà Hoai. Thời tiết tại khu vực huyện Đà Hoai và đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, mưa dầm từ chiều tối đến đêm khuya và tới sáng ngày 31 tháng 7. Có thời điểm mưa rất to và kéo dài nhiều giờ, sấm chớp liên tục nhưng người thân, đồng đội của nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc vẫn đang túc trực tại hiện trường, bệnh viện. Tại khu vực trung tâm y tế huyện Đạo Hoai, từ đêm khuya hôm trước tới sáng 31 tháng 7, xe công vụ, xe cá nhân của đồng đội, người thân thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành liên tục vào ra. Ai cũng đau xót trước cảnh các nạn nhân trên người đầy vết chảy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng gây ra. Bên trong nhà vĩnh biệt của trung tâm y tế, Tiếng người thân khóc nức khi đến nhìn mặt con, cháu, chồng lần cuối, khiến những người chứng kiến tại đó đều không khỏi xót xa. Tại đây, các đồng đội Anh Thường, Anh Sáng và Anh Thành là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Đạo Hoai luôn túc trực ở bên phòng khám nghiệm, an ủi động viên người thân các nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ sáng, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, trưởng công an huyện Đạo Hoai cũng từ hiện trường trở về trung tâm y tế để chỉ đạo công tác khám nghiệm hỗ trợ động viên người thân các gia đình nạn nhân. Ít phút sau đó, hai cán bộ cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Hưng là hai đồng đội may mắn thoát nạn găng tấc trong cơn sạt lở, cũng đến trung tâm y tế. Cả anh Trung và anh Hưng đều bị thương ở chân và đi lại còn khó khăn. Đồng chí Trung nói trong cơn nghẹn ngào, chân chúng tôi vẫn còn đau mà đau xót quá, chúng tôi không thể nào ngủ được nên ra đây ở bên đồng đội. Phía bên ngoài cổng trung tâm y tế, anh Ngữ, người thân của đại úy Lê Ánh Sáng ngồi trong một góc khuất với vẻ mặt thất thần. Anh ngữ cho hay, Sáng đang chuẩn bị cưới vợ, người thân và bạn bè gia đình ở miền Trung đang rất trông chờ Sáng đưa cô dâu về. Anh ngữ nói, khi hay tin có vụ sạt lở, tôi đã liên lạc với Sáng nhưng không được thì nghi có điều không lành. Do hiện trường vụ sạt lở đang phong tỏa, nên tôi đã đi xe từ thành phố Bảo Lộc vòng qua đèo Con Ó để đến trung tâm y tế với Sáng một cán bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng cũng chia sẻ. Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường là bạn thân của tôi. Nhà anh ở mãi tận huyện Đức Trọng, cách chạm đến hơn 100 km. Vì vậy có khi cả tuần anh mới tranh thủ về nhà được một ngày. Những lúc cao điểm tuần tra, kiểm soát có khi hai tuần mới được về. Thương nhất là Thượng úy Lê Ánh Sáng. Đồng chí Sáng vừa tổ chức đám hỏi xong, dự định ngày 12 tháng 8 làm đám cưới thì tai họa ập đến. Quý vị thân mến, sự ra đi quá đột ngột của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông đã để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng người thân và đồng đội. Thủ tướng chính phủ cũng đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của các gia đình ban chiến sĩ. Đồng thời trong ngày 31 tháng 7, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm cho cả ba cán bộ. Truy thăng quân hàm ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh. Ngày 31 tháng 7, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh nhắc lại về vụ sạt lở sau mưa lớn kéo dài khiến ba đồng chí công an và một người dân hy sinh. Giám đốc Công an tỉnh nêu trong thư, sự hy sinh dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các đồng chí đã để lại những đau thương, mất mát vô cùng to lớn trong cán bộ, chiến sĩ, gia đình và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ biến đau thương thành hành động, tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo hỗ trợ người dân tham gia giao thông, khắc phục hậu quả mưa báo. Đồng thời quan tâm động viên, giúp đỡ gia đình các đồng chí đã hy sinh, góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mát này. Cùng ngày, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ cảnh sát giao thông, theo đó, thăng quân hàm cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, 42 tuổi, lên trung tá. Thăng quân hàm cho thượng úy Lê Quang Thành, 46 tuổi, lên đại úy. Thăng quân hàm cho thượng úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, lên đại úy. Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành công điện số 691 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ, về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Công điện nêu rõ, những ngày qua tại một số địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân. Đặc biệt ngày 30 tháng 7 năm 2023, trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm ba chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng người dân thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công điện về chủ động phòng chống sạt lở bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Kiên Giang. Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát bị nạn theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở, kiểm tra, ra soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, nhất là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý, khắc phục ngay các vị trí bị sạt lở, ngập sâu, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng để có biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến cao tốc dầu dây, phan thiết và tuyến quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, quốc phòng, công an theo dõi sát tình hình thiên tai sự cố, chủ động chỉ đạo và phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời hiệu quả. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai đang ở độ tuổi tráng niên, đầy ấp những dự định cho tương lai. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi khối đất đá ấp xuống, ba chiến sĩ công an đã không kịp thoát khỏi tử thần. Tại đây, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nạn nhân xấu số. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.